Hai xin mến chào cô chú đến với kênh là Đam mê cây cảnh, đây là CT. Và hôm nay là ngày 26 tháng 4, thì giờ này cũng hơi muộn rồi, nhưng con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là một cái lô linh sam song hình ha. Thì những cây phôi này con lên với một cái giá rất là mềm, và giá này là con chưa có bao gồm cái phí vận chuyển vào cái cây. Thì cô chú anh chị mình ưng cây nào thì cứ alo con, và con cũng xin báo giá trước, phí vận chuyển những cây này thì rơi vào khoảng từ 30.000 cho đến 45.000 cho một cây đó. Thì cô chú anh chị mình mua hai cây thì phí ship nó cũng 45.000 thôi nha, một cây thì rơi tầm khoảng 30 đến 45. Rồi thì đây là cây đầu tiên, cây mã số là 1K, giá 100.000, linh sam song hình phôi. Thì cây này là cây đầu tiên clip, thì đế nó cũng hơi đều và cái giá rất là mềm ha. Đó, cô chú anh chị mình ưng cây này thì cứ alo con nha, 1K 100.000. Thì con cũng lấy chai keo Mỹ Tiến để con so sánh với cái gốc ha. Còn chiều cao thì tầm khoảng chừng 35cm một cây. Rồi cây này là cây 2K, giá 120.000. 2K 120. Tiếp theo là cây 3K 130.000. Tiếp theo là cây 4K 110.000. Tiếp theo là cây 5K 110.000. Tiếp theo là cây 6K 120.000. Tiếp theo là cây 7K giá 110.000. Rồi con đã lên xong 7 cây linh sam song hình phôi. Thì cô chú anh chị mình ưng cây nào thì cứ alo con qua số điện thoại 038 78 49 762 gặp mặt nha. Linh sam song hình phôi ha. Cái này thì con bao sống cho cô chú anh chị mình hết ha. Về thì cứ vũ bạo đắt bỏ vô chắc chồng mới lại, cắt cái form dáng theo ý thích của chính mình, theo cái form mà mình muốn làm một cái cây bonsai dân nhân, hoặc là những cái cây kiểu bonsai kiển mà theo cái ý của mình á, thì mình cắt đồ lại ha, và vũ bỏ bộ đất luôn vô lại chắc trồng mới. Linh sam song hình thì con sẽ bao sống cho cô chú anh chị mình ha. Thì sẵn đây cuối clip con cũng giới thiệu sơ sơ, con có giao lưu cần thăng, thì những cây cần thăng này con có lên clip cụ thể, cô chú anh chị mình có thể bấm vào kênh để xem ha. Và giá chỉ 150.000 một cây thôi. Rồi con xin mến chào cô chú, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video. Rồi con xin tạm dừng video tại đây.